Mến chào quý vị và các bạn đến với video mới nhất của mình. Hôm nay mình ghé điểm bán cây kiểng Thanh Triệu, giới thiệu đến các bạn một số cây mini bonsai. Hello, chào các cô chú anh chị. Hôm nay chỉ có một lô sam hạt gạo và phôi mai chiếu thủy để giao lưu với các cô chú anh chị mình ha. Có giá rất là mềm, rất là rẻ nha. Để giao lưu với các cô chú anh chị mình luôn, cái này để bàn mini rất là đẹp. Đây. Mềm ha. Đây, cây này là sam hạt gạo nha, bông màu tím rất là đẹp luôn, hoành khoảng cỡ 7-8. Đó, em sẽ đo hạo thôi. Đây, ngang là 35, cao lên là 26. Đây, cây này có giá là 500k, em bao ship toàn quốc cho các chú chị mình luôn. Chậu luôn hay gì? Dạ, đúng rồi anh, em ship chậu luôn nha. Rồi. 500 thôi, đó, bao ship toàn quốc luôn. Đây là cây số 2, cũng là sam hạt gạo luôn nha. Đó. Ta hoành thân thì khoảng cỡ 7-8. Đây. Tán ngang của nó là khoảng cỡ 46. Cao lên là khoảng cỡ 35. Đó. Cũng 600k bao ship toàn quốc nha. Đó. Alo này chỉ có 500 600 bao ship toàn quốc hết trơn luôn nha. Này ship chậu luôn nha các chú chị mình nha. Đó, đây cây số 3A. Đó. Tán ngang là 40. Cao lên là 29. Đó. Cũng 600k bao ship toàn quốc, cái này thần chậu rồi nha, thần chậu cả năm rồi nha các chú chị mình ha. Đó, cây số 4A luôn. Đó, đây rất là đẹp luôn nha các chú chị mình ha. Cao lên khoảng cỡ 30, tán ngang khoảng cỡ 35, cũng có giá là 500k luôn, bao ship toàn quốc luôn. 500k bao ship toàn quốc cho các chú chị mình luôn. Đây, cây số 5A luôn. Cao lên 33, tán ngang là 40, hoành này là khoảng cỡ 7-8 nha. Cái lô này là cỡ 7-8-9 nè nha, hoành đó nha. Đó, đây cây này là cũng có giá 600k, bao ship toàn quốc. 600k bao phí ship toàn quốc luôn. Chậu luôn ha. Dạ đúng rồi anh, cái lô này là em ship chậu nha. Đó, ship chậu cho các chú chị mình luôn. Cây số 6A. Đó, lô này các chú chị mình có chốt thì để chữ A giùm em nha. Đây, cao lên 29, tán ngang là 36. Đó, rất là đẹp luôn. 600k bao ship toàn quốc. Đó, 600k em bao phí ship toàn quốc nha. Đây, cây số 7A. Đó. Cao là 27, tán ngang của nó là 35. Hoành này là cỡ 7-8 nha. Đó. Cũng có giá là 500k bao phí ship toàn quốc luôn. Đây, cây số 8A. Đó, rất là đẹp luôn nha các chú chị, mình thấy cái này để bàn bông màu tím rất đẹp nha. Cao lên là 30. Tán ngang là 35. Đó, cây số 8A cũng có giá là 600k, em bao ship toàn quốc luôn. Đây, cây số 9A. Đó, rất là đẹp luôn nha các chú chị mình ha. Đây, cao lên là 34. Tán ngang của nó là 36. Đó, cũng là 600k luôn, dáng thân lắc lượng rất là đẹp luôn nha. Hoành này là cỡ 7-8-9 rồi nha các chú chị mình ha. Đó, đây, cây số 10A, cao lên là 30, tán ngang là 35, đó, rất là đẹp luôn, cũng có giá là 500k, em bao phí ship toàn quốc, 500k bao phí ship toàn quốc nha. Đây, cái này là tới sam siêu bông nha, cái này siêu bông, cái này bẻ ra hai nước dây rất là đẹp rồi nha các chú chị mình ha. Đó, cái này cũng thần chậu rồi nha, đảm bảo 100% với các chú chị mình luôn. Đây, em chỉ đo hạo thôi. Đây, cao là 30, tán ngang là 38. Đây, hoành nó luôn. Hoành là 17. Đó. Đây, cây này là có giá 800k, em bao ship toàn quốc nha. Tại cây này là vô dây lâu rồi nha các chú chị mình ha. Đó, cái này lên nó hạo hạo tay thôi ha. Sam gì? Sam sông hình hả? Này, sông hình siêu bông. Sông hình siêu bông đã thành phẩm nha. Tán ngang là 46. Cao lên là 24, hoành này cỡ 20 ăn lên. Đó, này thần chậu rồi nha, cái này cỡ hoành này cỡ 20 nha. Đó, đế đẹp luôn. Đây, cũng có giá là 800k, em bao ship toàn quốc. Đó, 800k bao phí ship toàn quốc luôn. Đây, này là cũng là sông hinh luôn, sông hinh siêu bông. Cao là 30, tán ngang là 37. Đây, nó hoành luôn. Hoành là 17 nha. Đây, hoành 17 là em bóp hết tay của em luôn nè. Đó, đế đẹp luôn. Đây, có giá là 700k, em bao ship toàn quốc.
đó, 700k bao phí ship toàn quốc luôn. Đây cây số 14A, cao là 28, tán ngang là 40, hoành này là cũng cỡ 17 luôn nha. Đó mà củ đế đẹp nha các chú chị mình ha. Đó cũng có giá là 700k, em bao phí ship toàn quốc luôn. Đây đây là cây 15A, đó rất là đẹp luôn nha, tai chi đầy đủ luôn, cái này về thay chậu dĩa rất là đẹp luôn. Đây hoành này cũng cỡ 16, 17 nha, tán ngang là cỡ 36, cao lên là 25, đó có giá là 600k, em bao ship toàn quốc luôn. Đây cây này có dáng rất đẹp nha, cây 16A đó, ngang là 45, cao là 20, hoành này là cỡ 18 nha, hoành này là cỡ 18, cây 16A đó, có giá là 800k đó, 800k bao phí ship toàn quốc luôn, từ Bắc vô Nam. Số điện thoại của em là 0898997764, đó là số Zalo và Facebook. Đây cây 17A, cao là 25, tán ngang là 37, hoành này là cỡ 19 nha, hoành này là cỡ 19 nha các chị mình ha. Đó cũng có giá là 800k, em bao ship toàn quốc cho các chú chị mình luôn. Đây cây 18A, đó cây 18A nha, đó ngang là 38, cao là 22, đây hoành này là cũng cỡ 20 nha. Đó đây cây này là cũng có giá 800k, em bao phí ship toàn quốc cho các chú chị mình luôn. Đây em có 3 cây sam hương Đài Loan nha, 3 cây sam hương Đài Loan, cây này là 19A, cao lên là 20, tán ngang tàn là 38, cây này thành phẩm rất là đẹp luôn nha các anh chị mình ha. Hoành là 17, đế đều 4 mặt nha, đó đế rất là đều 4 mặt luôn. Đó có giá là 2 triệu, em bao ship toàn quốc cho các anh chị mình luôn, 2 triệu bao ship toàn quốc luôn. Đây cây 20A, đó cũng là sam hương Đài Loan luôn, cao lên là 22, tán ngang là 36, hoành này cũng phải cỡ 18 nha. Đó cũng có giá là 1 triệu 7, em bao ship toàn quốc luôn. Đây cây 21A, đó cũng là sam hương Đài Loan luôn, đã qua 2 nước dây rồi nha, cao lên là 20, tán ngang là 40, đây hoành này là cỡ 20, hoành cỡ 20 nha, đế đều 4 mặt luôn, rất là đẹp luôn nha. Đó cũng có giá là 1 triệu 7 luôn, em bao phí ship toàn quốc cho các chú chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0898997764, đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đây cái này là tới mai chiếu thủy nha các chú chị mình ha, chiếu thủy này lá nhỏ nha, cây mã số 22A, cao là 47, tán ngang là 45, đây hoành là 16, đây cây này có giá là 500k, em bao ship toàn quốc cho các anh chị mình luôn, 500k bao phí ship toàn quốc luôn. Đây cây này củ đế nó rất là đẹp nha các anh chị mình ha, củ đế là bích dịch luôn nha, đó cây rất là già cây nha. Đây cái này cao lên là 120, tán ngang của nó là 56. Đây để em đo cái nồi đế dưới rồi nha, nồi đế của nó là 85. Đây cây này nó rất là già cây nha, hoành là 15, cây này các chú chị mình cắt bonsai là rất là đẹp luôn, đế dữ lắm, đế luôn nha, cắt bonsai là rất là đẹp luôn. Đây có giá là 1 triệu, em bao ship toàn quốc luôn, 1 triệu bao phí ship toàn quốc luôn nha. Đây cái này em có 6 cây phôi đó, mai chiếu thủy da đen lá lớn, mai chiếu thủy da đen lá lớn, 6 cây phôi rất là đẹp đó, cao lên là 54. Đây cái này tổng hoành đi ha, tổng hoành của nó là 40 đó, còn đo thử cái củ đó luôn. Đây củ của nó lên là 60 đó, mai chiếu thủy da đen, đây rất là đẹp luôn nha các chú chị mình ha, có giá là 1 triệu 6, em bao phí ship toàn quốc đó, 1 triệu 6 bao phí ship toàn quốc luôn.
Đây củ này nó đặt nguyên một củ luôn này, các chú chị mình ha, chung một bệ đế liền hết trơn rồi nha, rất là đẹp luôn. Đây cái này cao lên là 35. Đây đây em đo tại vị trí này luôn là 50. Đây hoành củ ở dưới của nó là 67. Đó rất là đẹp luôn nha. Đây giót đọt luôn, đọt này nó em đo thử rồi nha, để đo giót đọt nó thử coi. Đây giót đọt của nó là 14 nha, giót đọt của nó là 14 luôn. Đây cái này có giá là 1.900.000, em bao phí ship toàn quốc, 1.900.000 bao phí ship toàn quốc lên các chú chị mình luôn. Đây cây này dáng rất mà đọt nha các chú chị mình ha, như một ngọn núi luôn đó, cây này rất như một ngọn núi luôn nha, cao lên là 47. Đây em đo giót đọt nó luôn, giót đọt của nó là 20. Đây mình thân đi đo chỗ này đi, chỗ này không á là 51 đó, đo tại vị trí nó nha. Còn hoành đế của nó là 135 đó. Này nó sần sùi nó như cái ngọn núi luôn nha các chú chị mình ha, rất là đẹp luôn. Cái này để bàn rất là đẹp luôn nha, đó vô cái chậu dĩa nhỏ để rất là đẹp luôn. Đây có giá là 2.300.000, 2.300.000 em bao phí ship toàn quốc luôn đó, 2.300.000 nha. Đây cây này cũng như giống như ngọn núi luôn nha các chú chị mình ha, đó rất là đẹp luôn. Giót đọt của nó là 11, chiều cao là 42. Rồi cái dấu đó có một gì không? Không anh, cái này là không có một anh, này là nó lành luôn rồi, nó sành luôn rồi nha, đây là sành luôn rồi đó. Đây đo tại vị trí này là 36 đó. Đây ở dưới này là 50 56 đó. Này là đế rất là đẹp luôn nha các chú chị mình ha, đó có giá là 1.900.000 em bao ship toàn quốc luôn, 1.900.000 bao phí ship toàn quốc luôn. Đây cây này cũng là nguyên một củ đặc luôn nha các chú chị mình ha, đó rất là đẹp luôn. Đây là mai chiếu thủy da đen nha, đảm bảo sống tốt khỏe bình thường, da đen cao lên là 40, giót đọt của nó là 19. Đây đo thân nó tại chỗ này đi, đây tại chỗ này là 32. Đây đó hoành củ đế của nó là 83 đó, rất là đẹp nha. Cái này là giót đọt chứ lắm luôn nha, mai chiếu thủy da đen nha. Đó đây hoa này có giá là 2.000.000 em bao ship toàn quốc. Số điện thoại của em là 0898 997764, đó là số Zalo và Facebook. Cái này nó bị lụa nha, rất là đẹp luôn nha các chú chị mình ha, nhưng mà nó kéo thịt nó là lành, nó sành, nó trong rồi nha. Đó rất là đẹp luôn. Đây em đo chiều cao, cao lên là 36. Đây hoành thân của nó là 33. Đây tổng hoành đế của nó là 110 đó, cây rất là già cây nha, này nó lụa hai bên này rất là đẹp luôn, có giá cũng là 1.700.000 em bao ship toàn quốc cho các chú chị mình luôn, 1.700.000 bao phí ship toàn quốc luôn nha. Đó. Rồi hết ha. Rồi hết. À, thanh chị xin trân trọng cảm ơn các cô chú anh chị mình trong thời gian qua đúng không? Thanh chị trân trọng cảm ơn và cảm ơn. Rồi xin chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại vào những clip sau.